167 hộ dân thôn Đà Tế, xã Đạ Mờ Rông, huyện Đam Rông, nhiều tháng nay sử dụng chung một giếng khoan. Do số lượng sử dụng quá nhiều, cộng với thời tiết nắng hạn, nên nguồn nước ở giếng khoan này cũng lúc có, lúc không. Trong khi đó, các giếng đào được nhà nước hỗ trợ cho nhân dân ở thôn Đà Tế, xã Đạ Mờ Rông, nhiều năm qua lại bị hư hỏng và không có nước sử dụng. Năm 2016 này không biết khô cạn sao là toàn bộ bà con dân làng mình trong này là toàn là không có giếng mà không có nước, thậm chí là cái con sông cũng bị cạn kiệt, một hai nữa là cái khe suối cũng cạn kiệt. Trên địa bàn 6 thôn của xã thì cái nước mà nước tự chảy, gọi là cái nước mà sinh hoạt được cấp đến các hộ dân bây giờ là rất là ít hộ được có nước, và cái nước cũng không được nhiều như trước đây. Và đặc biệt là bây giờ cái số hộ dân đa số là dùng cái nước giếng, thì giếng hầu như là đến bây giờ là đã cạn. Cũng như tại huyện Đam Rông, hiện nay một số địa phương như huyện Đơn Dương, thị trấn Nam Bang, huyện Lâm Hà, xã Đà Quyên, Đà Loan, huyện Đức Trọng, xã Tam Bố, huyện Di Linh, một số xã vùng ven thành phố Đà Lạt là Xuân Trường, Trạm Hanh và Tà Nung, tình trạng thiếu nước sinh hoạt cũng đang diễn ra. Nguyên nhân chính là do địa hình phức tạp cộng với thời tiết gay gắt dẫn đến thiếu nước sinh hoạt. Bên cạnh đó, nguồn nước ở các sông suối cũng dần cạn kiệt. Ít nước, coi như là nước mùa khô ra nó cạn, coi như là mình xài nước suối. Nước suối về là người ta cũng bắt ăn hết rồi, là cũng ít à. Coi như là mình ăn cũng vẫn thiếu à. Hiện nay cũng bà con dân rất là khao khát cái việc được cấp nước sạch để sử dụng nước sạch. Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có gần 200 giếng khoan, 300 công trình nước sinh hoạt tự chảy tập trung do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng đầu tư và quản lý. Tuy nhiên, số công trình nói trên chỉ đáp ứng khoảng 30% nhu cầu sử dụng của gần 20.000 hộ dân. Số còn lại chủ yếu bà con tự đào giếng lấy nước sinh hoạt. Còn về phía công ty cấp thoát nước Lâm Đồng thì khẳng định hiện tại đơn vị đảm bảo cung cấp nước cho hai thành phố là Đà Lạt và Bảo Lộc. Còn tại địa bàn các huyện trong tỉnh thì do nắng hạn nên đã ảnh hưởng đến việc cung cấp nước cho nhân dân. Theo đánh giá của tại công ty nước này, mặc dù coi như nước ngầm nó có hạn chế, nhưng về cái độ nhìn chung thì coi như đến ngày tại thời điểm tháng 3 và tháng 4 thì vẫn đảm bảo được nước. Tương tự như góc độ các huyện thì nó vẫn được đảm bảo trong góc độ đó. Riêng về các nguồn coi như về nước mạch như là ở Đà Răng, Đam Rông, thì về góc độ của như khí hậu biến đổi và coi như cái nguồn khó như vậy nên cuối cùng mới chơi chúng tôi mới một cách là tuyên truyền mọi người dân coi như đều dùng nước tiết kiệm. Theo dự báo thì nguy cơ nắng hạn sẽ còn kéo dài, điều này cũng sẽ gây ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt và nước sản xuất của các địa phương trong tỉnh. Như vậy, giải pháp hữu hiệu nhất hiện nay để hạn chế thực tế nêu trên là sử dụng nguồn nước tiết kiệm hiệu quả, đồng thời tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng các công trình. Có như vậy mới hạn chế được tình trạng thiếu nước xảy ra. Sau ngày đất nước thống nhất, vào làng hoa, những mái nhà hiện đại, đẹp đẽ, sang sát mọc lên. Những tỷ phú nghề hoa đang tiếp tục ghi tên mình vào sự nhân rộng và phát triển của nghề hoa. Và nhìn lại những hình ảnh này, đến thực tế làng hoa hôm nay, mới trân quý công sức của những con người đã làm đổi thay mạnh mẽ những làng nghề, mang những mùa xuân tươi tắn, vĩnh cửu đến mảnh đất này.